Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình cùng các bạn thực hiện thử thách lấy tờ tiền polymer ra khỏi hai chai nước suối nha. Và mình sẽ thực hiện thao tác từ dễ đến khó. Mời các bạn thực hiện cùng mình nha. Và đây là hai chai nước suối và phía giữa này có tờ polymer. Đều có nước, riêng chai phía trên các bạn là có 1/4 lượng nước các bạn. Như vậy thì nếu mà có nước rồi các bạn thì sẽ thực hiện nó dễ, sẽ dễ đơn giản hơn so với cái chai mà không có nước sẽ rất khó. Giờ mình sẽ thực hiện cùng các bạn thực hiện nhé. Cái bước dùng hai tay, nó đơn giản là dùng hai tay các bạn. Rồi đến chút nữa là dùng một tay. Bây giờ hai tay các bạn, mời các bạn cùng thực hiện cùng mình nha. Bây giờ dùng hai tay, một tay mình sẽ nắm, tay trái mình nắm cái tờ tiền và tay phải mình chỉ dùng một cái ngón trỏ thôi các bạn. Mình mời các bạn thực hiện thao tác cùng mình nha. Xem có thành công hay không ha các bạn. Mình nắm tờ tiền tay trái, tay phải mình dùng ngón trỏ như là mình một cái vết cắt nhanh, rất nhanh thôi các bạn, thì cái mức độ sẽ thành công. Như thế là mình vừa thực hiện nhanh gọn và có tính quyết đoán và cái độ chính xác cao thì sẽ thực hiện thành công các bạn. Như nãy mình nếu mà mình thực hiện nhà chậm và có xây sở, có kéo léo tay nào đi nữa thì vẫn rớt các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn thực hiện lần thứ hai nha. Tay trái, một tay trái mình cầm cố định tờ tiền. Các bạn lưu ý là mình cố định nhưng mà mình không có gồng, mình cố định nhưng thả lỏng hơn các bạn. Thả lỏng nó dễ làm hơn. Rồi, tay phải mình dùng ngón trỏ mình như một cái vết cắt nhanh. Cắt nhanh hơn các bạn. Chậm là sẽ rớt. Mình thực hiện lại lần thứ hai nha, và các bạn cùng thực hiện với mình nha. Như vậy lần thứ hai là vẫn thành công luôn các bạn, cái độ chính xác khá cao các bạn. Mình lấy được tờ tiền ra khỏi hai chai nước suối. Bây giờ mình thực hiện tiếp tục lần thứ ba, mời các bạn thao tác thực hiện cùng mình nha. Nhanh gọn rẻ và đặc biệt phải chính xác nha các bạn. Mình dùng hai tay, tay trái mình cố định tờ tiền, không gồng các bạn, thả lỏng thì nó dễ làm hơn. Tay trái mình một cái vết cắt, mình dùng ngón trỏ cắt nhanh thôi, nhớ là nhanh thôi các bạn, mà phải chính xác nha các bạn, vì nó xê dịch một chút xíu là chai nước suối này sẽ rớt các bạn ơi. Rồi mình thực hiện lần thứ ba, mời các bạn thực hiện cùng mình nha. Lần thứ ba vẫn chính xác, thành công luôn các bạn ơi, là ba lần mình đã thành công. Bây giờ cái mức độ khó mình sẽ nâng lên nha các bạn. Mức độ khó bây giờ mình sẽ nâng lên là sử dụng một tay thôi. Hồi nãy là hai tay. Một tay trái thì cố định tờ tiền, tay phải thì dùng ngón trỏ. Như một cái vết cắt nhanh, quyết đoán, chính xác thì ba lần đều thành công. Bây giờ mức độ khó mình sẽ nâng lên các bạn. Bây giờ là sử dụng một tay thôi. Tùy theo các bạn. Các bạn thuận tay nào thì thực hiện thao tác tay đó. Mình thuận tay phải thì mình thao tác thực hiện tay phải nha các bạn. Và các bạn thực hiện cùng mình nha. Thì dĩ nhiên một tay thì nó sẽ khó, nó khó hơn các bạn. Cái xác suất thành công thì nó trở thành bằng một nửa thành công so với hai tay các bạn. Nó tương đối khó. Bây giờ mình cũng cố gắng thực hiện bằng một tay các bạn. Đây một tay. Một tay thì mình vẫn là ngón cái mình kẹp tờ tiền.
cố định các bạn, nhưng mà thả lỏng không có gần gần là thất bại các bạn ơi. Rồi vai trò mình kẹt từ tiền và như một vết cắt nhanh gọn gàng, xem như kết quả như thế nào các bạn. Rồi như vậy là một tay mình vẫn thành công các bạn ơi, thực hiện thao tác này một tay vẫn thành công, nhưng mà cái mức độ này nó khó hơn so với hai tay, nó khó hơn khá nhiều các bạn. Hai tay thì mình làm nó dễ dàng hơn, một tay thì nó khó. Bây giờ mình thực hiện lại một tay nha các bạn, một tay thì nó khó này. Rồi các bạn nhớ là tay phải mình cố định tờ tiền, mình là không gồng các bạn, gồng là thua. Mình thả lỏng thoải mái thôi. Có nhiều lúc mình vào cái độ cá cược vui chơi thì mình bị áp lực một chút xíu ha, nhưng mà mình làm như thế này các bạn thấy mình thả lỏng không gồng lên là có cái áp lực thì mình sẽ thất bại. Trên ngón cái mình cố định tờ tiền nha các bạn, ngón trỏ mình sẽ như một vết cắt nhanh gọn lẹ mới được nha các bạn, trong nháy mắt thôi, cái chậm một chút xíu là thất bại. Rồi lần này một tay mình sẽ bị thất bại các bạn ơi. Một một tay thì cái mức độ sắp xếp nó thành công nó tương đối khó các bạn, mình thực hiện lại một tay các bạn. Rồi thành công các bạn ơi, lần như vậy thì một tay mình thực hiện hai lần, một lần thất bại một lần thành công. Bây giờ mình thực hiện lại một lần nữa ở phần này một tay nha các bạn, chỉ một bàn tay thôi. Rồi xem như thế nào các bạn, nhanh gọn lẹ các bạn. Mình sẽ kẹp nè, ngón phải mình kẹp cố định nha, do tờ tiền. Ngón trỏ mình là như một vết cắt, mình sẽ như vậy là thành công luôn các bạn ơi. Mặc dù cái chai nó có xê dịch qua một chút xíu nhưng mà vẫn thành công các bạn. Như vậy thì một tay mình vẫn thực hiện thành công nha các bạn. Mình làm lại một lần nữa các bạn ơi, một bàn tay thôi. Mình thực hiện lại thao tác một lần nữa ở một bàn tay các bạn. Hai bàn tay thì nó tương đối dễ so với một bàn tay mà lấy ra thành công luôn các bạn ơi, nhanh gọn lẹ và chính xác, thì đòi hỏi cái sự chính xác nữa các bạn. Nếu mà người ta làm xe nó không chính xác, nhanh gọn mà không chính xác thì vẫn thất bại. Giống như trong công việc các bạn, có nhiều lúc mình làm cho nhanh để hoàn thành công việc, nhưng mà càng nhanh nó càng thất bại. Như ông bà ta cũng từng nói các bạn, khuyên chúng ta đó, dục tốc bất đạt. Trong trường hợp này chúng ta thấy là nhanh, quyết đoán và đòi hỏi cái sự chính xác thì mới thành công. Bất kỳ công việc nào cũng vậy hết các bạn. Cái trò chơi thử thách này các bạn thấy là mình rút ra cái bài học cũng đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Thời mình mức độ khó mình sẽ nâng dần lên. Bây giờ mình đổ hết nước ra rồi các bạn, đổ hết nước ra thì chắc chắn cái mức độ nó sẽ khó đây các bạn. Đổ hết nước ra thì các bạn thấy là chúng ta khi là đổ hết nước thì nó sẽ khó đây. Mà các bạn thao tác cùng mình tiếp tục nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện là đổ hết nước trong cái chai nước suối này ra luôn các bạn ơi, và chỉ còn chai không thôi. Thì có nhiều lúc mình thực hiện những chai bia các bạn, chai bia thì nó nặng hơn. Chai nước suối này nó coi như thế này nhưng mà nó khó hơn rất nhiều các bạn. Chai nước suối nó nhẹ, nó bằng bằng mẫu bằng nhựa, do đó nó nhẹ thiệu. À chai bia nó bằng thủy tinh, do đó nó có cái độ đầm. Còn chai nước suối này thực hiện nếu mà chai không là rất là khó. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn thực hiện giờ là chai không các bạn, xem cái mức độ thành công như thế nào nha. Bây giờ đầu tiên mình vẫn thực hiện là hai tay các bạn, hai tay rồi sau đó xem cái thành công hay không. Thì mình nâng lên là sẽ thực hiện một tay. Các bạn thấy là để cái chai không là nó lung rắc, chỉ cần có cơn gió thoảng qua thôi là vẫn là rớt các bạn. Cái phần này nó khó hơn so với chai bia rất nhiều. Giờ mình cái khó ró cái khôn, cái khó ló cái khôn, mình sẽ làm như thế nào đây các bạn. Mà các bạn tiếp tục thực hiện cùng mình nha. Chai bia thì cái độ đầm nó vững hơn cái này nhiều các bạn. Chai này khó, cái khó mình thực hiện ngay sau đây.
Bây giờ mình thực hiện hai tay nha các bạn. Hai tay thì mức độ nó sẽ thành công nó tương đối hơn so với một tay. Các bạn thấy có gió đến nó lung lắc rồi các bạn ơi, đợi qua cơn gió. Trong mặc dù trong nhà nhưng mà các bạn thấy là vì là cửa sắt các bạn, do đó phía trên trống vẫn có gió vô các bạn ơi. Cửa sắt gió nó, phía trên trống nó vẫn lòn vào rồi. Thấy có đò gió nó lung lắc rồi các bạn ơi. Đợi, bây giờ mình sẽ thực hiện luôn. Vậy là thành công các bạn. Chai nước suối rất là nhẹ, rất là nhẹ, các bạn chỉ cần xê dịch một chút xíu thôi các bạn là nó ngã liền. Khác với chai bia chỗ đó. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện lại lần thứ hai các bạn. Thực hiện lần thứ hai là chai không các bạn. Các bạn thấy đặt lên nó lung rất, nó muốn rớt không các bạn ơi? Đặt lên chai không mà nó muốn rớt rồi đó các bạn. Mình xê dịch nhẹ một chút xíu là rớt rồi. Chỉ cần gió nhẹ cái nó cũng rớt luôn các bạn. Bây giờ mình thực hiện thao tác lần thứ hai mà các bạn thực hiện cùng mình nhé. Rồi mình dùng hai tay các bạn, nhanh gọn và đặc biệt là chính xác nha. Rồi lần thứ hai thành công luôn các bạn. Từ tiền mình lấy ra khỏi hai chai nước suối, và kỳ này là chai nước suối chai không, không có chứa nước gì hết các bạn. Các bạn thấy chai không mà hoàn toàn không có nước gì hết, nó nhẹ xìu à, nhẹ hơn so với chai bia, nó nhẹ rất nhẹ nhẹ, do đó mình làm rất khó, nó khó lắm các bạn. Rồi mình sẽ làm lại lần thứ ba, này là thực hiện hai tay nha các bạn. Mà các bạn thực hiện cùng mình nhé. Khéo léo kết hợp với cái độ quyết đoán chính xác và nhanh gọn, phải nhanh mới được các bạn. Cái chỗ nhanh đó nó là đặt lên hàng đầu đó, các bạn. Nhanh gọn và chính xác. Nhanh gọn mà không chính xác là cũng đều thất bại các bạn. Nãy giờ mình thực hiện hai lần đã thành công, lần thứ ba. Lần thứ ba mời các bạn thực hiện cùng mình nhé. Các bạn thấy là để lên là nó rung lắm. Nó rung rồi các bạn. Nó rung lắm rồi. Rất là khó thực hiện đây. Rồi mình sẽ thực hiện lần thứ ba nha các bạn. Mà các bạn thực hiện của mình. Tay trái mình cố định tờ tiền, tay phải mình dùng ngón trỏ như một vết cắt nhanh gọn thôi các bạn ơi. Như vậy lần thứ ba thành công luôn các bạn. Là cả ba lần là đều thành công nha các bạn. Và tiếp tục cái mức độ khó mình sẽ nâng dần lên, mức độ khó mình sẽ nâng dần lên là dùng một tay các bạn. Hồi nãy là dùng hai tay, bây giờ mình sẽ nâng dần lên dùng một tay. Cái xác suất dùng một tay thì nó rất khó hơn so với hai tay các bạn, nhưng mà mình cố gắng cùng các bạn thực hiện nhé. Bây giờ một tay thôi, mình dùng tay mình, các bạn thuận tay nào thì thực hiện thao tác ở đó. Riêng mình thuận tay phải thì mình thao tác thực hiện tay phải các bạn. Mình sẽ thực hiện đây, nó rung còn rung rất các bạn ơi, rất là khó đây, mức độ khó rất cao các bạn. Rồi mình thành công luôn các bạn, một tay mình vẫn thành công luôn các bạn. Rồi mình làm lại lần thứ hai, khó quá các bạn ơi, chỉ cần một chút xíu là nó sẽ thất bại, một chút xíu suy dịch. Nó nhẹ xìu luôn các bạn, nhẹ quá nhẹ. Lần thứ hai mà các bạn thực hiện cùng mình lần thứ hai nhé. Một tay thôi các bạn, một tay khả năng xác suất thành công rất khó. Lần thứ hai lần này mình thất bại các bạn ơi, khó quá. Và mình sẽ làm lại một lần nữa các bạn. Một tay sử dụng một tay rất khó các bạn, nó nhẹ xìu à. Các bạn thấy là để nó lắc qua lắc lại nè, rất là khó. Chỉ dịch một chút xíu là nó rớt thôi các bạn. Và mình sẽ thực hiện một tay lần nữa nha các bạn, xem lần này có thành công hay không, nó còn lắc các bạn ơi. Rồi mình thành công các bạn ơi. Như vậy thì ở cái phần này thì mình đã thành công rồi.
Các bạn xem thấy thích thú, hãy đăng ký và like ủng hộ kênh mình. Chúc tất cả các bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau nhé.